Man City trả giá cao nhất mua Declan Rice, Arsenal thất thế. Man City vừa đưa ra lời đề nghị chính thức trị giá 90 triệu bảng Anh nhằm qua mặt Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký Declan Rice. Huấn luyện viên Pep Guardiola không giấu giếm sự ngưỡng mộ với chàng thủ quân 24 tuổi của West Ham. Ông muốn đưa Declan Rice về sân Etihad để thay thế Ilkay Gundogan. Trước đó, hai lời đề nghị của Arsenal đều bị phía The Hammers từ chối, với lần trả giá gần nhất là 75 triệu bảng, cộng thêm 15 triệu bảng phụ phí. Man City vừa vọt lên chiếm ưu thế khi sẵn sàng trả trước 80 triệu bảng, kèm theo 10 triệu bảng phụ phí. Tuy vậy, West Ham vẫn mong đợi mức phí tốt hơn, tiệm cận con số 100 triệu bảng họ yêu cầu trong thương vụ bom tấn này. Nhằm thuyết phục đối tác nhà người, Man City có thể gán thêm Calvin Phillips vào như một phần vụ trao đổi. Hè năm ngoài, West Ham từng thất bại trong việc chiêu mộ tuyển thủ Anh từ Leeds United. Về phần Arsenal, dự kiến trong những ngày tới họ sẽ gửi mức giá thứ 3 đấu lại Man City. Huấn luyện viên Mikel Arteta xem Rice là quân bài quan trọng có thể gánh tuyến giữa pháo thủ mùa tới. Lợi thế của The Gunners là Declan Rice ưu tiên tiếp tục chơi bóng ở London để gần gũi với gia đình. Mặc dù vậy, sức hấp dẫn của Man City không thể bỏ qua. Nếu cập bến Etihad, Declan Rice gần như sẽ được đảm bảo các danh hiệu khi đây đang là tập thể rất mạnh dưới tay Pep Guardiola.